xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái thông tin rất là quan trọng liên quan tới cái đồng coin mà được rất là nhiều bạn quan tâm đó là đồng ada hay còn gọi là đồng cardano trong hai tuần trở lại đây thì dự án cardano đang là một cái tên rất là hot gây ra cái sự chú ý với nhiều nhà đầu tư khi mà có một cái sự tăng trưởng mạnh mẽ sau khi tiến hành testnet chuẩn bị cho một cái bản nâng cấp có tên là selli Tuy nhiên thì theo những dữ liệu mà mình tìm được thì có vẻ như là sự tăng trưởng mạnh mẽ của Cardano trong thời gian gần đây có thể có một cái nguyên nhân bí ẩn khác. Vậy thì vấn đề này thì có liên quan gì tới bản cập nhật Shelly của dự án Cardano hay không và tương lai của đồng coi ADA sau khi mà nâng cấp là như thế nào thì đây sẽ là cái chủ đề mà mình thảo luận với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. À, nếu như thị trường Bitcoin khá yên ắng trong hai tuần trở lại đây thì Cardano hay ADA lại có một cái sự uh, biến động giá đầy tích cực khi tăng trưởng từ mức là 5,3 cent lên mức là 9,4 cent trên một ADA tương đương với mức tăng trưởng là 77%. Đợt tăng trưởng đầy tích cực này thì giúp cho ADA đang tiến những cái bước rất là dài để vượt qua những cái đồng coi như là XTZ của Tezos hay là XLM của Stellar để mà lọt vào top 10 những cái đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất. Hiện tại thì ADA đang đứng ở vị trí số 8 với tổng vốn hóa là 2,16 tỷ đô la và đang được giao dịch với cái mức giá là 8,3 cent trên một ADA. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ADA là điều khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất ngờ khi mà các đồng coi top đều đang có một cái đợt sideways và rất là ít biến động. Nguyên nhân cho cái đợt tăng trưởng mạnh mẽ này của ADA được nhiều người cho là xuất phát từ việc dự án đang chuẩn bị thực hiện một cái bản hard fork tên là Shelley, bản cập nhật mà theo cha đẻ của dự án Cardano là Hodkinson đã đã tuyên bố sẽ là một sự thay đổi về giao thức lớn chưa từng có đối với một dự án tiền điện tử. Tuy nhiên thì có vẻ như là mọi chuyện không đơn giản là như vậy. Dữ liệu cho hệ thống lại cho thấy rằng là động lực đứng sau cái đợt tăng trưởng mạnh của ADA lần này lại là đến từ một nhóm các nhà đầu tư Cụ thể từ dữ liệu của công ty phân tích mạng lưới là Into the Blog cho thấy là vào ngày 31 tháng 5 vừa rồi thì một giao dịch khổng lồ trị giá lên tới 7 tỷ USD đã được thực hiện bởi một cá voi đang nắm giữ đồng ADA. Con số này thì gấp 3 lần vốn hóa của đồng ADA trên thị trường và cao hơn 1.700% so với tổng volume giao dịch ADA trong ngày 30 tháng 5. Sự gia tăng khối lượng giao dịch một cách bất thường của đồng ADA xuất hiện trong bối cảnh có khá ít nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm đối với đồng coin này trên mạng xã hội. Ở dữ liệu được cung cấp bởi Sentiment cho thấy là bất chấp những dấu hiệu tích cực về giá sau khi thực hiện thành công testnet, có rất ít các đầu tư đang thể hiện sự quan tâm đối với cả cái đồng ADA. Điều này thì có vẻ như là đang đi ngược lại với nhận định của một số người, trong đó thì có cha đẻ của Cardano là Hutchinson rằng việc thực hiện cái bản hard fork ly trên mạng lưới là một bước chuyển lớn dẫn đến sự tăng trưởng của ADA mặc dù khối lượng của ADA trên thị trường đã có cái sự suy giảm sau khi bất ngờ đặt đỉnh vào hôm 31 tháng 5 vừa rồi, tuy nhiên thì đồng coin này vẫn đang giữ được cái đà tăng trưởng mạnh của nó. Đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực đối với những người đang nắm giữ đồng ADA. À, nhận định này càng được củng cố khi mà dữ liệu từ into Blog cho thấy là tính từ ngày 4, 5 tháng 6 thì lượng vốn đổ vào đồng ADA đã lớn hơn rất là nhiều lần so với tổng số vốn thoát ra khỏi thị trường. Mặc dù rất là khó để có thể xác định là ai là chủ nhân của cái giao dịch bí ẩn được thực hiện vào ngày 31 tháng 5 dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của đồng ADA. Tuy nhiên thì chúng ta có thể dựa vào các bằng chứng để tìm ra cái lý do thực hiện giao dịch của các cá voi này. Một điều dễ nhận thấy là giao dịch biển trên được thực hiện ngay vào thời điểm mạng lưới đang chuẩn bị ra mắt Hotfox Jelly. bản cập nhật vốn được xem là Ethereum 2.0 của Cardano với việc chuyển sang giao thức Proof Bản nâng cấp Jelly được những người ủng hộ dự án Cardano xem là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với công nghệ blockchain. Theo lời của Hackinson thì sau khi cập nhật thì mạng lưới blockchain của Cardano có thể đạt được 1.000 giao dịch trên một giây, một tốc độ xử lý vượt xa toàn bộ những cái dự án hiện tại đang tồn tại. Trong bối cảnh mà bản nâng cấp Ethereum 2.0 đang tiếp tục phải rời ngày ra mắt thì việc các nhà phát triển của Cardano đưa ra tuyên bố cụ thể về lộ trình cập nhật bản Celi uh, sẽ là một cái điểm nhấn đang chú ý khiến cho các nhà đầu tư dành sự quan tâm cho cái đồng coin này chính vì vậy mà có vẻ như là giao dịch bí ẩn trên được thực hiện bởi một cá voi trên mạng lưới Cardano là một động thái nhằm chuẩn bị cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của ADA trong cái thời gian tới. ở với những người yêu thích dự án Cardano thì chắc chắn là các bạn cũng đã hiểu rõ về tiềm năng của dự án này ra đời vào năm 2017 thì những nhà phát triển Cardano tuyên bố rằng dự án này sẽ là thế hệ thứ ba của thị trường tiền điện tử nếu như Bitcoin là thế hệ đầu tiên được phát triển bởi công nghệ blockchain. Ethereum là thế hệ thứ hai được phát triển với việc sử dụng các hợp đồng thông minh cho phép người dùng có thể thực hiện một giao dịch bất kỳ mà không cần phải qua trung gian thứ ba. Thì Cardano sẽ là thế hệ thứ ba với những cải tiến nhằm tăng cường tính bảo mật và sự bền vững của hệ thống blockchain thông qua cấu trúc phân tầng và phi tập trung. Trong suốt hơn 2 năm qua thì team phát triển dự án Cardano đã phát triển ra hai phiên bản khác nhau của phương thức staking trên mạng lưới đó là Byron phiên bản hiện đang được sử dụng và Haskell phiên bản dựa trên hệ thống Shelley. Đợt hard fork series sắp tới sẽ là bước nâng cấp để dự án chuyển từ giai đoạn 1 là Byron sang giai đoạn thứ hai là series đúng như roadmap đã đặt ra. Vào tháng trước thì bài kiểm tra cuối cùng đã được thực hiện trên mạng lưới của Cardano trước khi hệ thống chính thức được cập nhật. Parkinson cũng đã đưa ra lộ trình chi tiết rằng sau khi quy trình thử nghiệm kết thúc thì hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành chuyển đổi vào ngày 23 tháng 6 và bản cập nhật series sẽ chính thức được phát hành vào khoảng thời gian cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2020. Đối với các bạn đang lưu trữ đồng ADA thì các bạn sẽ cần phải quan tâm đến các thông báo từ hệ thống trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7. Vì đây sẽ là lúc mà mạng lưới chuyển đổi từ giao thức cũ sang một giao thức mới. Dựa trên những phát biểu của Hackinson thì chỉ còn khoảng một tháng nữa là Cardano sẽ chuyển sang giai đoạn mới. Chính vì vậy mà chúng ta có thể hiểu lý do tại sao các nhà đầu tư đang bắt đầu dành sự quan tâm tới cái đồng coin này. Theo nhận định của mình thì hành động của cá voi bí ẩn trên mạng lưới của Cardano là một chiêu trò nhằm đánh động các nhà đầu tư khác ở trên thị trường và có vẻ như động thái này đã đạt được hiệu quả khi mà giá của ADA đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ kể cả sau khi volume giao dịch của đồng coin này đã quay trở lại ở mức bình thường. ở dữ liệu của LunarCrush cho thấy là trạng thái lạc quan của các nhà đầu tư ADA trên các nền tảng báo hiệu cho một đợt tăng trưởng bền vững của đồng coin này. Kết quả khảo sát của LunarCrush chỉ ra rằng là có hơn 12,4 triệu lượt tương tác trên các mạng xã hội đề cập đến dự án Cardano. Đây là một con số cao nhất kể từ thời điểm giữa tháng 2 của năm nay. số liệu cũng cho thấy rằng là số lượng tương tác bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi có cái giao dịch bí ẩn vào ngày 31 tháng 5. Và mình tin chắc rằng là càng gần ngày cập nhật bản Charlie chính thức đi vào hoạt động thì số lượng holder của ADA sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa và hoàn toàn cái mức giá của đồng coin này sẽ có thể có cái sự tăng trưởng. Ở trái ngược với Cardano, thì trong khoảng thời gian gần đây, thì ETH đang phải chịu nhiều chỉ trích khi liên tục đưa ra những cái trì hoãn ra mắt dự án Ethereum 2.0. Nguyên nhân là do các lập trình của Ethereum phải sửa những lỗ trên hệ thống để có thể chuyển đổi mạng lưới từ giao thức POW sang giao thức PoS. À, việc ra mắt Celery diễn ra trong bối cảnh dự án Ethereum 2.0 vẫn đang trì hoãn, ngày ra mắt sẽ khiến cho nhiều người đặt ra sự so sánh với hai dự án này. Ngay từ khi bắt đầu dự án, Hackinson đã tuyên bố dự án Cardano sẽ là một phiên bản cập nhật khắc phục những điểm yếu của Ethereum. Chính vì vậy mà có không ít ý kiến cho rằng là Solidity của Kano sẽ giúp dự án này vượt qua Ethereum 2.0. Nếu như với Ethereum thì các nhà phát triển sẽ ra mắt giao thức, sau đó sẽ xử lý các vấn đề phát sinh thì với Kano mọi thứ lại phát triển theo chiều hướng ngược lại, tức là các nhà phát triển dự án họ sẽ dành hàng năm trời để mà việc đảm bảo giao thức PoS được thực thi một cách trơn tru trước khi chính thức phát hành. À, sự khác biệt này là lý do mà trong khi Ethereum có cái sự bùng nổ mạnh mẽ trên thị trường và đạt đỉnh với mức giá hơn 1.400 đô vào năm 2018, thì hai năm đầu sau khi ra đời, thì dự án Cano vẫn khá là im áng và chỉ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống. Nói là như vậy, tuy nhiên vì cả hai bản cập nhật Ethereum và Cardano đều chưa được ra mắt, nên chúng ta không thể đưa ra bất cứ nhận định nào về việc hệ thống nào sẽ tối ưu hơn hệ thống nào. Những gì mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại là Ethereum đang được ứng dụng mạnh mẽ trên các hoạt động giao dịch cũng như là được sử dụng để phát triển những dự án phi tập trung. Báo cáo của DF Review cho thấy là kết thúc quý I năm 2020 thì các dự án dựa trên nền tảng Ethereum có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng lên đến 778% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt giá trị là 5,64 tỷ USD. Khối lượng giao dịch các DF Ethereum cũng đạt mức cao kỷ lục 326 triệu đô. Đóng góp vào thành công đó là sự bùng nổ của các ứng dụng phi tập trung trong các lĩnh vực như là giao dịch, tài chính hoặc là bảo hiểm. Bên cạnh sự phát triển trong cuộc đua Diap theo thống kê của Glassnode cho thấy là hiện tại có khoảng 40 triệu địa chỉ ví trên mạng lưới của Ethereum, con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm năm 2018. Glassnode cũng đã ghi nhận rằng là trong suốt 2 năm vừa rồi, số lượng ví ETH trên hệ thống không những duy trì đà tăng trưởng của mình mà thậm chí còn chưa từng có sự suy giảm, bất chấp những biến động giá của Ethereum trên thị trường giao dịch. Những điều này cho thấy là dự án Kano sẽ cần phải cố gắng rất là nhiều thì mới có thể nghĩ đến chuyện thay thế được Ethereum. Dù là chưa biết tương lai của hai dự án Ethereum và Kano sẽ phát triển như thế nào sau khi nâng cấp. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta có thể nhận thấy ở cái thời điểm hiện tại, đó là các nhà đầu tư đang khá là FOMO với cả hai cái đồng coin ADA và ETH. Theo quan điểm của mình thì mình tin rằng là hai cái đồng coin này có cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhất là nếu như nó đi theo đúng cái lộ trình đã được vạch ra. Tuy nhiên thì chúng ta không nên quá FOMO bởi vì các cá voi hoàn toàn có thể lợi dụng tâm lý của các nhà đầu tư để bất ngờ bán xả mạnh số coin mà mình đang nắm giữ để thu về lợi nhuận minh chứng cho điều này là chỉ một cá voi bí ẩn cũng đủ để khuấy động và khiến giá ADA tăng trưởng mạnh và điều này hoàn toàn có thể diễn ra một cách ngược lại. À, còn đối với các holder ADA thì những gì bạn nên làm lúc này là theo dõi sát sao diễn biến của bản nâng cấp Shelley trong thời gian tới để có thể phản ứng kịp thời với những thay đổi của cả hệ thống lẫn những thay đổi của diễn biến trên thị trường. Bản thân mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin liên quan đến dự án Cardano nếu như có những cái chuyển biến mới đáng chú ý trong thời gian tới đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Nếu như các bạn là những người quan tâm đến đồng ADA, các bạn có thể comment ý kiến của các bạn ở bên dưới cho mình biết. Ở trong tương lai thì mình sẽ tiếp tục là có những cái video khác để gửi tới mọi người. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Và nếu như các bạn đang giao dịch Merjon thì các bạn có thể tham khảo sàn giao dịch Snabix cũng như là tham khảo cái group uh, Snabix Merjon Signal của kênh của chúng ta. Hiện tại thì các admin đang support hoàn toàn free trên cái group này. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link ở bên dưới và điền vào form thông tin của các bạn thì sẽ có các admin phụ trách hỗ trợ và add các bạn vào nhóm